Đó, thường cho nó miếng rau muống sau khi mà tắm xong. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel nha. Thì ngày hôm nay thì cũng là đến hơn một tuần rồi. Mình đã lấy cái bé rùa baby này về. Và hiện tại thì cũng đã đến một cái thời gian mà có lẽ là cần phải tắm cho nó. Đó, thì đây mình có chuẩn bị sẵn một cái khay nước, trong này là nước lạnh thôi nha, nước bình thường thôi. Và sau đó thì mình sẽ đổ thêm một chút nước ấm vào. Tại vì mình nghĩ là những bé rùa baby này thì chúng ta cho tắm bằng cái nước ấm thì nó sẽ ok hơn. Đó, mình có nấu một cái ấm nước nhỏ và mình sẽ đổ vào chút xíu. Sau đó thì mình dùng tay để mình kiểm tra cái độ ấm. Rồi mình nghĩ là như vậy là được rồi. Rồi thì cái việc mà để chúng ta tắm cho rùa á, nhất là những cái bé rùa cạn này, thì nên một tuần nên tắm cho nó khoảng 2 đến 3 lần, và nếu có thể thì trong những cái ngày ấm áp thì chúng ta nên thường xuyên tắm cho nó hơn. Cái lợi ích từ cái việc mà tắm cho những bé rùa này thì nó sẽ, thứ nhất là giúp rùa chúng ta nó sạch sẽ hơn, tránh các cái bệnh về da như là nấm đó, vân vân. Và thứ hai thì cái phần mai rùa nè, nó sẽ sáng và nó bóng hơn rất là nhiều. Thường thì khi lúc mà tắm á, thì mình có tìm hiểu là những cái bé rùa này nó sẽ uống nước luôn, cho nên là trong cái lúc mà tắm thì cũng là một cái cách mà được bổ sung nước cho những bé rùa này ha các bạn. Có một cái điều nữa chính là khi mà chúng ta nuôi những cái bé rùa cạn này nè mà lâu ngày không thấy đi vệ sinh á, thì một cái cách nữa để cho chúng đi vệ sinh là các bạn hòa nước ấm vào và ngâm chúng trong vòng 15 đến 20 phút thì chúng sẽ đi. Tuy nhiên thì cái cách này thì không nên áp dụng thường xuyên ha, tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng và rối loạn cái đường tiêu hóa của rùa. Rồi các bạn lưu ý một điều nữa là những cái đồ vật mà chúng ta dùng cho bé rùa này nè thì sẽ không có dùng chung với con người được nha, tại vì trên những cái con rùa này thì nó có một cái loại vi khuẩn không có tốt cho con người chúng ta, cho nên là mỗi lần mà giờ cầm rùa lên hay là dùng những cái này là chúng ta nên rửa sạch tay chân rồi sau đó thì em cất đi nha các bạn. Rồi thì đây cái mực nước cũng là một cái điều rất là quan trọng, chúng ta để làm sao mà khi mà đặt bé rùa vô thì nước nó chỉ tới cái cằm của bé thôi, đừng có ngập lên, tại vì đây là rùa cạn thì nó sợ là nó sẽ hít thở không có quen với này á, nó sẽ hít vô trong người và nó sẽ bị phổi, không có tốt cho bé rùa. Con này nó mới về nhưng mà nó nhoi quá các bạn ơi, đó dễ thương không, nó tự mình cho ăn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt nó vô trong cái chậu này luôn nha các bạn. Đó thì trong những cái video clip lần trước thì mình nghe các bạn khuyên là không nên lót bằng cái thảm sơ dừa, cho nên mình đã lót đỡ bằng cái giấy nè. Đó, trong thời gian mình đợi cái thảm cao su về thì mình lót đỡ bằng cái giấy này và mình cảm thấy là nó cũng rất là ok. Bé rùa này á thì hôm vừa rồi nó có đi ị một cục màu xanh to đùng rồi, cho nên là cũng không có gì phải lo lắng cả. Đó mà mình cho bữa giờ mình cho nó ăn rau, và có thể trong một vài ngày tới mình sẽ kiếm những cái đạm mà mình bổ sung cho nó. Còn bây giờ thì mình sẽ tắm cho nó nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt cái bé rùa ra nè. Đó, đây là bé rùa chúng ta sẽ bắt, kiểm tra lại nước một lần nữa. Rồi xong, để nó trong này. Và nước thì nó hơi ấm ha các bạn, tại vì những bé baby này thì mình rất là sợ nó nước lạnh. Từ từ làm, từ từ nhẹ nhàng, không không để cho nó bị hoảng sợ hay là ấy lo lắng gì cả các bạn ạ. Nếu mà có thể thì chúng ta nên chuẩn bị một cái bàn chải đánh răng nhỏ để mà chúng ta chà cái mai, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ rửa cho nó bằng bằng cái tay thôi. Đó, và mình nghĩ là cái mực nước này thì nó vẫn còn khá là thấp, có thể là mình hôm sau mình sẽ tăng cái mực nước lên. Đó, rửa nhẹ nhàng cho nó thôi, chủ yếu là cho nó mát mẻ, tại vì những cái ngày vừa qua thì cái thời tiết nó khá là nóng. Rồi, chúng ta rửa cái phần mỏ của nó thôi các bạn. Có thể là cái khay này nó quá nhỏ so với cái con rùa này, cho nên là hôm sau mình sẽ sắm một cái khay to hơn. Đó, nó nhìn mình nè các bạn. Rửa cái mỏ cho nó, rửa cái mỏ,
nó toàn là nước dãi không à, rất là dơ luôn. Mình thì đây cũng là lần đầu tiên mình tắm cho một cái bé ruột cạn này cho nên là cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Mình cũng chỉ tham khảo những anh em đi trước và đặc biệt là mình xem trên YouTube những bạn mà chuyên nuôi cái dòng này, mình có tham khảo và hôm nay thì mình cũng thực hiện lại. Và lần đầu tiên thì mình quay clip lại chia sẻ đến những bạn mới giống như mình ha. Nói chung mình làm vài lần là sẽ có kinh nghiệm thôi các bạn ơi. Đó, cái phần dưới cái mai dưới cái yếm của nó nè. Đó. Sau khi mà chúng ta cọ rửa tắm sạch sẽ cho nó rồi á thì có thể là sẽ ngâm như thế này trong vòng 10 đến 15 phút để cho nó có thể, nó có muốn thì nó uống nước, còn không thì nó có thể ngâm và nó đi cầu đó vậy thôi. Và mình đặc biệt á, khi mà lâu ngày á thì ngâm cái nước nóng, nước ấm này thì nó sẽ thải cái urat ra, cũng khá là tốt ha. Nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta làm thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để nó ở trong này nha các bạn. Cho nó 15 phút sau mình sẽ lấy ra và mình lau khô nó, dùng khăn hoặc là những cái miếng giấy á, rồi lau khô cho nó, bỏ nó ra ngoài lại. Ok. Rồi, như vậy là đã 15 phút trôi qua và bây giờ mình sẽ lấy cái bé này ra để mà lau lại cho nó, sau đó thì bỏ nó vô lại cái chuồng ha các bạn. Đó, cái việc mà các bạn lưu ý là cái nước này nè, sau khi mà chúng ta tắm cho nó xong á, chúng ta nên đem đi đổ vô trong cái nhà vệ sinh, trong cái bồn cầu á, và bấm xả nước liền luôn, chứ đừng có đổ dưới sàn nước hay là cái bồn rửa mặt nha các bạn. Rồi, lau lại cho nó khô quá mà, tại vì những bé nhỏ BB này thì nó cũng sức khỏe nó không có được tốt cho lắm. Nếu mà có cái khăn lau thì nó sẽ ok hơn ha các bạn. Mình thì hôm nay mình chưa có chuẩn bị kịp những cái khăn. Khăn của mình là mình toàn là lau xe không à. Lau khô cho nó. Chậm chậm vậy là được rồi, tại vì cái giấy này nó cũng có hút nước á. Nó chậm chậm đấy là nó khô hết rồi. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Sau khi tắm xong thì nó rất là sạch sẽ, nó không có còn bám những cái dơ như lúc đầu nữa. Chú ý là làm nhẹ nhàng không thôi là nó sợ nha các bạn. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô trong cái chỗ này lại nè. Đây. Rồi sau khi mà tắm xong á thì mình sẽ thưởng cho nó một cái miếng rau muống như thế này nha các bạn. Đó, rau muống hay là bất kỳ loại rau là nào thì ở nhà lúc nào cũng có cả. Rau này thì mình cũng rửa sạch và mình cũng mới vừa bỏ vào tủ lạnh luôn, cho nên nó cũng không có lạnh lắm đâu. Đó, giờ mình sẽ cho nó ăn một miếng. Đó, thưởng cho nó miếng rau muống sau khi mà tắm xong. Thôi mình sẽ để ở đây cho nó tự ăn nha. Bây giờ thì mình đi công chuyện đây. Bye bye các bạn nha. Bye bye.